Thưa quý vị, kinh tế trong nước đang dần phục hồi, nhưng người tiêu dùng vẫn bị ảnh hưởng bởi giảm việc làm, giảm thu nhập, dẫn đến xu hướng giảm chi tiêu lan tỏa từ người nghèo đến cả người giàu. Cần làm gì để kích thích tiêu dùng, tăng sức mua vào những tháng cuối năm? Và trong tiểu mục à, chuyện tối nay, chúng tôi có mời đến trường quay tiến sĩ Lê Quốc Phương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương để bàn luận về câu chuyện này. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. À, xin chào MC. Vâng ạ, thưa ông, một khảo sát của gần đây cho thấy là dù kinh tế trong nước đang dần phục hồi, song người tiêu dùng vẫn đang bị ảnh hưởng bởi vì giảm thu nhập, giảm việc làm nên hành vi tiêu dùng cũng thay đổi đáng kể. Thì ông có những cái phân tích đánh giá như thế nào về thực trạng này? Vâng, chúng ta biết là chúng ta đất nước ta vừa và cả thế giới nữa, vừa trải qua 2 năm đại dịch, năm 2020 và 2021. Sau đó năm 2022 thì kinh tế có bước đầu phục hồi. nhưng đến năm 2023 thì lại vừa gặp khó khăn do cái, cái kinh tế thế giới là 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 tổng cầu thế giới giảm do lãi suất cao lạm phát cao. Thế và như vậy là chúng ta gặp ba cái năm khó khăn như thế. Và trong ba năm khó khăn như thế thì việc làm uh, giảm, uh, thu nhập giảm của người lao động giảm. Thế và nó tạo ra cái áp lực về tài chính đối với các hộ gia đình. Đấy, trong cái trong cái bối cảnh là việc làm giảm, thu nhập giảm. Thế thì cái 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 khó khăn kéo dài nhiều nhiều năm như thế nó tác động đến thu nhập của các hộ gia đình như thế thì nó khiến cho cái hành vi tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng cũng bị thay đổi mà nó biểu hiện tôi cho rằng nó biểu hiện ở trên ba cái điểm điểm thứ nhất ấy là người, người tiêu dùng sẽ có xu hướng là chọn những cái hàng hóa rẻ hơn đấy là điểm thứ nhất rẻ hơn nó phù hợp hơn với cái cái ngân sách gia đình mà bị 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 thu hẹp lại, đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là người ta có xu hướng người tiêu dùng là có xu hướng là trì hoãn lại những cái cái hàng hóa mà người ta trước đây đã có kế hoạch đặt ra để mua, đấy, đặc biệt những hàng hóa lớn. Đấy, và người ta sẽ chờ cho đến khi nào mà mà kinh tế ổn định lại thì người ta sẽ sẽ mua. Và cái biểu hiện thứ ba của cái thay đổi hành vi ấy là cái việc là người ta sẽ chỉ người ta sẽ tạm tạm dừng việc mua những cái hàng hóa có giá trị cao hay là hàng đã tiền tôi nói ví dụ như người ta sẽ chỉ hoãn lại trong cái bối cảnh khó khăn này. người ta chỉ, chỉ hoán hoãn mua nhà cửa người ta sẽ chỉ hoãn mua ô tô người ta sẽ chỉ hoãn mua những cái đồ trang sức đắt tiền đấy. người ta sẽ chỉ hoãn mua những cái hàng điện tử cao cấp đấy thì đấy là những cái mà hành vi và tất cả những cái này nó khiến cho là tiêu dùng bị giảm rất mạnh Vâng, rõ ràng là ừ. như vậy đúng không ạ? Khi mà việc làm bị mất hay là uh, thu nhập bị giảm đi thì ừ. chắc chắn là sẽ làm cái hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng giảm đi đáng kể. Đúng vậy. Ừ. Và kết quả khảo ừ. sát cũng cho thấy là 26% hộ gia đình thuộc nhóm có thu nhập cao và thu nhập trung bình cao đều lo lắng về cái tình hình thu nhập tài chính của gia đình. Ừ. Đây là một kết quả khá bất ngờ bởi không chỉ là người nghèo, người có thu nhập thấp mà ngay cả nhóm thu nhập cao cũng đang phải cân nhắc về vấn đề chi tiêu. Phải chăng khó khăn đang bao trùm lên nhiều đối tượng uh, tầng lớp trong xã hội bây giờ. À, đúng là như vậy, tức là uh, thông thường ấy, khi mà kinh tế khó khăn ấy, thì cái tầng lớp bị ảnh hưởng đầu tiên là tầng lớp thu nhập thấp và người nghèo. Và đây là cái tầng lớp dễ bị tổn thương nhất. Thế nhưng khi kinh tế khó khăn kéo dài, đấy như như tôi vừa nêu ở trên tức là qua 2 năm Covid đại dịch Covid và rồi bây giờ lại tiếp tục là đến đến cái năm 2023 này lại tiếp tục khó khăn như thế. Và khi mà kinh tế khó khăn kéo dài như thế thì nó không chỉ ảnh hưởng đến cái tầng lớp thu nhập thấp mà người nghèo mà nó bắt đầu ảnh hưởng đến cả cái tầng lớp mà chúng ta hay gọi là tầng lớp trung lưu Đấy, tầng lớp trung lưu cái tầng lớp trung lưu này thì người ta có thứ nhất là có chưa, khi mà kinh tế bình thường người ta có thu nhập cao hơn người ta có cái khoản tiết kiệm cái khoản tiết kiệm này sẽ là cái trụ đỡ cho người ta khi mà kinh tế khó khăn nhưng khi kinh tế kéo dài như này ấy, thì cái tầng lớp trung lưu này cũng bị ảnh hưởng Đấy, cũng bị ảnh hưởng và cái 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 cái, 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 cái cái, cái hiện tượng này ấy, thì nó không chỉ ở Việt Nam đâu mà hiện nay rất nhiều nước trên thế giới cũng bị ảnh hưởng tầng lớp trung lưu ấy, đấy, cũng bị ảnh hưởng đấy, do đó thì hiện nay là với cái tình hình kinh tế khó khăn tương đối khó khăn như thế này ấy, thì hầu hết là tất cả các cái tầng lớp bị ảnh hưởng tuy nhiên mức độ nó có khác nhau nhưng đều bị ảnh hưởng đấy, thì cái người mà có thu nhập thấp và người nghèo thì bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhưng tầng lớp trung lưu cũng bị ảnh hưởng và người ta cũng phải thay đổi cái hành vi tiêu dùng ít nhiều vâng Tiết kiệm đúng là cái cách mà nhiều người tiêu dùng đang lựa chọn bây giờ. Nhưng mà tuy nhiên à, về lâu dài thì tiết kiệm sẽ không kích thích được sản xuất này, không tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, từ đó lại tác động đến đời sống. Thì ông có ý kiến như thế nào? À, chúng ta theo tôi thì ta nhìn tiết kiệm từ hai góc độ. Cái góc độ tích cực. Tiết kiệm là tốt. À, tiết kiệm là tốt bởi vì sao? Tiết kiệm là tốt bởi vì đối với lại doanh nghiệp chẳng hạn như tiết kiệm nghĩa là anh không sử dụng lãng phí anh và bằng bằng cách đó thì anh uh, hạ giá thành được sản phẩm anh s, s, sản xuất nó hiệu quả hơn đối với người tiêu dùng ấy thì không xa hoa không tiêu dùng quá mức đấy đấy là cái khía ảnh tích cực nhưng tuy nhiên ấy thì uh, tiết kiệm mà quá mức đấy, tiết kiệm quá mức thì nó có lại mang lại những hiệu hậu quả tiêu cực đấy. tức là nó khiến cho là khi mà tiết kiệm quá mức ấy đặc biệt là người tiêu dùng mà tiết kiệm quá mức ấy thì nó khiến cho là hàng hóa không bán được, đấy, hàng hóa không bán được, rồi hàng hóa không bán được thì doanh nghiệp tồn kho, doanh nghiệp không có luồng tiền vào, không có doanh nghiệp không có tiền trả lương, không không tạo công an việc làm được, đấy thế thì nhìn cả hai mặt thì chúng ta thấy là trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay thì cái mặt tích cực nó nó biểu hiện ra ấy. tức là tiết kiệm đặc biệt là tiết kiệm quá quá mức tiết kiệm không hợp lý thì nó khiến cho kinh tế đình trệ khiến cho kinh tế đình trệ thì tác động ngược lại đến người lao động người lao động không có thu nhập không có việc làm và đây là cái vòng luẩn quẩn đấy thế cho nên là chúng ta trong những cái bối cảnh như thế thì chúng ta cũng phải có những cái biện pháp để cho người ta làm sao mà người ta có cái mức tiết kiệm hợp lý nhưng vẫn chi tiêu để tiêu dùng và từ đó để thúc đẩy được sản xuất và thúc đẩy được kinh tế phát triển đúng là như vậy ừ. trong bối cảnh này thì rất cần những nhà quản lý có thể có cái sự điều tiết giá cả hợp lý linh hoạt các mặt hàng để người dân bớt khó khăn hơn ừ. tuy nhiên là có một thực tế là thời gian qua giá cả lại liên tục tăng lên tăng theo giá xăng này mà tăng theo lương nữa vì vậy là phải chăng kích cầu tiêu dùng đang có quá nhiều nghịch lý ạ? Ừ. tôi cho rằng là Nhà nước ta ấy, rất quan tâm đến vấn đề quản lý giá. Đấy, chính phủ hiện nay ấy, chúng ta xem là chính phủ hiện nay là uh, vẫn điều tiết và quản lý một số mặt hàng. Tôi nêu ví dụ như là chính phủ chúng ta là hiện nay là vẫn uh, quản lý khá chặt chẽ những cái đầu vào cơ bản của nền kinh tế, đặc biệt là năng lượng, cũng có than này, uh, điện này, uh, xăng dầu. Đấy, nên chúng ta và ngoài ra chúng ta cũng quản lý giá, nhà nước vẫn quản lý giá, kiểm soát giá ở mức độ nhất định đối với những cái mặt hàng khác. Đấy, thì cái điều đó nó có cái tác dụng tích cực là nó kiềm chế cái, cái 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 sự tăng giá. À, tất nhiên nó có cái mặt mặt trái là nó, nó 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 không theo cái quy luật thị trường. Nhưng nó có cái mặt tích cực là kiềm chế sự tăng giá. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì hiện nay mặc dù nhà nước có sự quản lý, nhé có sự kiểm soát, có sự điều tiết như thế, nhưng mà giá một số mặt hàng vẫn tăng, giá số mặt hàng vẫn tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tôi nói ví dụ như giá xăng tăng chẳng hạn, giá xăng tăng thì mặc dù chính phủ kiểm chúng ta kiểm soát khá chặt nhưng giá xăng tăng là do giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh thời gian vừa qua đấy, tăng rất mạnh đấy, thế cho nên mặc dù chúng ta có kiểm soát nhưng mà giá xăng nó vẫn tăng và giá xăng tăng đấy thì nó là một cái đầu vào rất quan trọng của tiêu dùng và sản xuất cho nên là nó ảnh hưởng đấy. hay là tôi nói ví dụ như giá điện tăng chưa vừa qua chúng ta vẫn buộc phải tăng giá điện là vì sao là vì hiện nay giá điện chúng ta vẫn được định giá rất thấp vẫn được định giá rất thấp đấy. và các doanh nghiệp sản xuất điện vẫn rất khó khăn đấy. thế cho nên là Uh, mặc dù nhà nước quản lý nhưng giá điện cũng vẫn phải tăng chứ không thể không tăng. đấy Mặc dù nhà nước cố gắng không giá, giữ không tăng. Hay tôi nói ví dụ như có những thời điểm là giá thịt lợn tăng. Đấy. Giá thịt lợn tăng thì là do do bệnh dịch, chủ yếu do bệnh dịch, đấy. Uh, bệnh dịch tả. Đấy. Thế ngoài ra thì giá tăng một phần nữa giá tăng còn do những cái hiện tượng đầu cơ, những găm hàng, tích trữ khi có những cái dịp gì đó. Đấy. Nhiều người tìm cách là hưởng lợi từ cái đấy thế thì trong những trường hợp ấy như thế thì nhà nước phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc quản lý thị trường, trong việc kiểm soát giá, trong việc bình ổn giá để cho cái mặt bằng giá nó nó ổn định hơn, nó uh, gọi là hỗ trợ được hơn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong sản xuất cũng như trong trong tiêu dùng. Vâng ừ. trong thời gian qua thì chính sách đã giãn thuế, giảm thuế đã được sử dụng là khá mạnh mẽ, trong đó đặc biệt là thuế giá trị gia tăng với một số lĩnh vực hàng hóa đã hỗ trợ được cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ở à, trong bối cảnh hiện nay thì giải pháp này thực sự là thích hợp, rất cần thiết đúng không ạ? Đúng, tôi cho rằng là cái uh, bất cứ nước nào, kể cả không chỉ việt nam mà cả, cả các nước khác, các nước phát triển cũng thế. Tức là trong những bối trong bối cảnh kinh tế khó khăn như này thì người ta sẽ phải giảm thuế, giãn thuế, uh, giảm thuế, giãn thuế, rồi cả lệ phí, phí. Nữa. Uh, cái, cái này nó sẽ hỗ trợ cho cả doanh nghiệp và cho cả người tiêu dùng. Đấy, bởi vì giảm thuế, giãn thuế thì nó sẽ đối với doanh nghiệp ấy thì người ta sẽ sẽ dư ra được một khoản, đấy, dư ra được một khoản để người ta đầu tư lại cho sản xuất, hoặc là người ta trả lương cho uh, người lao động, hoặc là người ta đầu tư. đấy, thế thì đối với doanh nghiệp, đối với người tiêu dùng ấy khi mà giảm thuế, giãn thuế, tôi nói ví dụ như giảm thuế VAT thì hàng hóa rẻ hơn, thì sẽ thúc đẩy được được tiêu dùng. Thế cho nên là trong thời gian vừa qua là chính phủ chúng ta đã có rất nhiều biện pháp giảm thuế, giảm thuế. Tôi nêu một vài ví dụ thôi, một rất nhiều nhưng mà đây thời gian không có nhiều. Tôi nêu vài ví dụ, ví dụ là chúng ta giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với rất nhiều mặt hàng, hàng hóa và dịch vụ. Hay là chúng ta giảm ví dụ như lệ phí chiếc bạ ô tô sản xuất trong nước, đấy, giảm 50%, giảm 50% và như thế thì nó sẽ kích thích cái tiêu dùng và mua ô tô hay là chúng ta giảm cái thuế 30% tiền thuê đất đấy, cho doanh nghiệp. Đấy là một cái khoản cũng rất đáng kể. Đấy, cho các doanh nghiệp mà sử dụng sử dụng đất đấy, các cái khu công nghiệp, các nhà máy, các khách sạn à, thì cái đó cái, cái 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 tiền mới được giảm ấy doanh nghiệp lại sử dụng vào để sử dụng vào những cái mục trong lúc khó khăn này đối với họ đây là một cái khoản rất đáng kể. Đấy, thế thì tôi cho rằng đấy chính sách này là phù hợp trong đối cảnh hiện nay và không chỉ ở nước ta và rất nhiều nước trên thế giới đều áp dụng. Vâng. À bên cạnh đó thì ừ. uh, trong bối cảnh sức mua vẫn khá là dè dặt, ừ. thì theo ông cần cái như cần thiết như thế nào của cái chương trình kích cầu này, các chương trình bình ổn giá cần triển khai mạnh mẽ hơn. Vâng. Tức là hiện nay khi mà xuất khẩu chúng ta gặp khó khăn như này do tổng cầu thế giới giảm, thì các doanh nghiệp phải cũng phải quay lại để thị trường trong nước để coi thị trường trong nước như một cái bệ đỡ, như một cái chủ đỡ trong cái thời điểm khó khăn này nhưng mà để quay lại thị trường trong nước ấy, thì nó lại gặp cái khó khăn đấy là thu nhập như chúng ta đã nêu ở trên thu nhập của người lao động giảm vì người ta bị uh, mất việc làm hoặc là bị giảm vâng. công an việc làm vâng. đấy thế thì thế thì đấy là một cái bài toán khó tức là anh thị trường nước ngoài khó khăn anh vâng. quay về thị trường nước nhưng thị trường trong nước thì sức mua bị giảm đấy thế thì bây giờ cái biện pháp là gì thì rất nhiều biện pháp nhưng trong đó có biện pháp là kích cầu vâng. kích cầu thì một trong biện pháp kích cầu quan trọng ấy tức là bằng cách là các chương trình khuyến mại vâng và khuyến mại ấy thì uh, doanh nghiệp và dạ, giảm giá vâng. rồi tăng sức mua để tăng sức mua cho hàng hóa vâng cho ạ. người tiêu dùng dạ. Đấy. À, kích cầu đúng không ạ vâng. kích cầu là giải pháp rất hữu hiệu, hiệu. Ừ. và một lần nữa xin cảm ơn uh, tiến sĩ lê quốc phương đã có chia sẻ xung quanh vấn đề này vâng. À, vâng. Xin... cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vâng.